Chào các bạn, mình là Tường, đến từ phòng hiệu trưởng của công ty Unitech, là nhà phân phối chính hãng của Flux tại Việt Nam. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu tới các bạn một cái dòng sản phẩm của Flux chuyên về hiệu chuẩn các cái thiết bị đo hồng ngoại. Thì như chúng ta có ở đây, đó chính là súng bắn nhiệt hoặc là camera nhiệt. Thì cái thiết bị này nó còn được có tên gọi khác là Blackbody. Chúng ta sẽ có ở đây một cái thành phần màu đen của cái máy. Ở đây nó sẽ tạo chúng ta một cái môi trường hấp thụ tuyệt đối có hệ số emissivity sẽ bằng 1. Thì thiết bị này sẽ được sử dụng trong các cái phòng thí nghiệm như qua test VMI hoặc là các cái phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của địa phương. Chúng ta cũng có thể sử dụng thiết bị này trong các cái phòng thí nghiệm của nhà máy của các xưởng, như các xưởng ô tô, các xưởng xi măng, các xưởng sản xuất linh kiện điện tử, hoặc là những cái xưởng mà chúng ta sử dụng nhiều các cái thiết bị đo hồng ngoại. Một ưu điểm của thiết bị này nữa đó là chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, có tay cầm để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển cũng như là kiểm tra những cái thiết bị của chúng ta đang có hiện trường. Dựa trên các cái nhu cầu thực tế về các cái ứng dụng hiệu chuẩn thì Flux đưa ra cho chúng ta hai model. Thì chúng ta sẽ có Flux 4180 và Flux 4181. Thì hai model này khác nhau ở cái dãy hiệu chuẩn. Thì chúng ta sẽ có ở model Flux 4180 thì chúng ta sẽ có dãy nhiệt độ hiệu chuẩn của chúng ta là từ -15 cho tới 120 độ. Và chúng ta ở model hiện có ở đây là Flux 4181 thì chúng ta sẽ có dãy nhiệt độ hiệu chuẩn là từ 35 cho tới 500 độ C. Thì đây cũng là cái dãy nhiệt độ hiệu chuẩn mà phần lớn các dùng hiện nay của chúng ta sử dụng tới. Và thiết bị này cũng có những cái độ chính xác rất là cao để chúng ta có thể điều chỉnh cũng như là hiệu chuẩn các cái thiết bị của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem về các cái chức năng cũng như là các cái thao tác trên máy Flux 4181 này.